Facebook xin chia sẻ các sản phẩm của Tiên A chính hãng tại Facebook ạ. Chúng ta thấy là có dòng A này, A1, A2 này, A6 này, rồi dòng B2, B3, B4 này, và các dòng C, C trắng da này, các dòng D này, D6 này, N1, N2, N3, N4 này, rồi dòng E này, đấy, D3 này, D5 này, tế bào gốc thực vật này, D7 là elastin này, D tổng hợp này, D1 là bộ sáng cho da này, dòng E4 này. Và ngoài ra thì có các cái sản phẩm là dòng kem dưỡng này, chống lão hóa của tuổi trên 40 này, ngày và đêm này, và các dòng kem dưỡng đây, cho da dầu và trắng da này, kem CC, CB này, và các dòng kem CA và CD này, rồi là các dòng kem mắt ạ. Kem mắt thì có dòng cao cấp là vi tảo xanh, blue retinol đấy ạ, hoặc là các dòng mặt nạ bột tảo ạ. Đây thì đúng ra là nhà sản xuất luôn khuyến cáo những cái sản phẩm mà nên có đủ bộ như thế, gồm serum này, kem dưỡng, kem mắt và mặt nạ tảo này. Ngoài những cái sản phẩm làm sạch da thì chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả chăm sóc da tốt nhất, và mỗi một cái dòng này thì nó sẽ phù hợp với các loại da khác nhau. Chính vì vậy mà để cho khách có được cái sự lựa chọn tốt hơn và cũng như là chọn được cái sản phẩm về Tiana đúng hơn thì khách có thể tham khảo trên website mỹphẩmnga.vn để tư vấn kỹ nhất ạ. Và Facebook luôn cam kết là hàng của Facebook là nhập chính hãng từ nhà sản xuất và không qua trung gian ạ. Mọi phát hiện nhái giả thì đều được bồi thường 1.000 lần giá trị tiền hàng ạ. Các serum dạng ống này đều là hàng mới ạ, đến tháng 3 2022 ạ. Và dạng ống của nó cũng đã có thay đổi ạ. Sau khi mà có các cái sản phẩm của Lika Aesthetic ra đời thì Tiana cũng thay đổi cách đóng gói để khách hàng sử dụng dễ hơn, bật ống dễ hơn ạ. Và chúng ta cũng có thể kết hợp các sản phẩm của Tiana với lại các cái nước uống đẹp da, chẳng hạn như là nước uống đẹp da. Đây là cái sản phẩm trong cái kho báu An Tai, tức là bí mật của những người phụ nữ ở vùng sinh thái sạch An Tai ấy. Sản phẩm này thì vừa có cả là collagen thủy phân này, nồng độ collagen thủy phân này, vitamin C này và hyaluric nữa, thì là ba cái nhân tố quyết định trong cái vấn đề trẻ hóa da này, căng mịn da và trắng sáng da. Thì chúng ta nên kết hợp cả uống cả bôi thì đạt được hiệu quả thẩm mỹ ngay tại nhà. Dùng Tiana thì chúng ta có thể không cần đi spa, da vẫn đẹp, và nếu mà chúng ta dùng đúng thì là chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả thẩm mỹ ngay tại nhà.